Chào mừng tất cả anh chị em đến trong buổi học của ngày hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay chúng ta có một ngày rất là phước hạnh. Amen. Amen không? Anh chị em amen không? Anh chị em có khao khát đời sống anh chị em đầy dậy với lửa của Thánh Linh Chúa không? Hallelujah. Và nhớ là khi chúng ta đầy dậy lửa của Thánh Linh của Chúa thì không có một kẻ thù nào có thể bám trụ nổi. Hallelujah. Không có một cái con ruồi nào nó có thể đậu ở trên một bếp lò đang rực lửa, có phải không anh chị em? Hallelujah. Con ruồi mà đậu trên bếp lò đang rực lửa, điều gì xảy ra? Con ruồi nó sẽ bị thiêu, bị đốt. Hallelujah. Đôi khi nhiều người ngày hôm nay họ rất là sợ đối với lại sự tấn công của kẻ thù, sự tấn công của ma quỷ. Nhưng mà nhớ được rằng là khi chúng ta đầy dậy lửa của Chúa, chúng ta có thể xua tan, hallelujah, xua tan tất cả mọi cái âm mưu, mọi mưu kế, mọi kế hoạch của kẻ thù tìm cách để chống lại chúng ta. Hallelujah. Nên tôi khích lệ anh chị em ngày hôm nay hãy mặc lấy lửa của Chúa. Hallelujah. Như lời của Chúa trong Thi Thiên, chúng ta đã nói với nhau ngày hôm qua, Thi Thiên 104, và lời của Chúa nói gì với chúng ta? Ngài khiến tôi nói của Ngài như là ngọn lửa. Tôi đọc cho anh chị em nghe trong bản dịch hiệu ứng, nói rằng là Ngài sai gió làm sứ giả của Ngài và ngọn lửa làm đầy tớ của Ngài. Hallelujah. Trong Hebrew đoạn số 1 câu số 7 nói rằng về các thiên sứ thì Ngài phán: Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa. Hallelujah. Để quý vị bảo đức tên hãy công bố lời này cho đời sống của mình: là Chúa có là tôi tớ của Ngài, Ngài khiến cho con trở nên như ngọn lửa. Hallelujah. Con trở nên như ngọn lửa của Chúa. Hallelujah. Và khi anh chị em đầy dậy lửa của Chúa rồi thì Chúa có thể qua anh chị em để ảnh hưởng đến những người xung quanh, ảnh hưởng đến cộng đồng của anh chị em, ảnh hưởng đến những người xung quanh anh chị em. Hallelujah. Shatara. Anh chị có mong đợi điều đó không ạ? Hãy tiếp tục mong đợi khao khát Chúa. Hallelujah. Chúng ta nhớ rằng là ngày hôm qua chúng ta đã dành thời gian để chia sẻ về loạt bài bí quyết giữ đời sống rực lửa. Hallelujah. Và chúng ta đã nói đến khoảng 4 chìa khóa khác nhau để nhờ đó chúng ta không chỉ duy trì mà chúng ta phát huy đời sống ta càng ngày càng rực sáng hơn và rực cháy cho Chúa chúng ta. Và 4 cái chìa khóa rất là quan trọng như là 4 nhiên liệu thuộc linh mà Chúa cung ứng với chúng ta để chúng ta phải liên tục bổ sung vào ở trong là lửa thuộc linh của đời sống bên trong chúng ta. Đầu tiên là chúng ta phải nhắc đến lời của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Lời của Chúa là tối quan trọng trên đời sống chúng ta. Và lời của Chúa là nền tảng, là đầu tiên và là quan trọng nhất. Lời Chúa không chỉ là nhiên liệu gây của chất gọi là chất đốt mà thôi, nhưng mà lời của Chúa chính là lửa. Đó là điều chúng ta đọc với nhau trong Jeremy. Hallelujah. Nên khi anh chị em đầy dãy lời của Đức Trời, anh chị em đầy dãy lửa thuộc linh của Chúa ở trong lòng của anh chị em, và lửa của Chúa sẽ thôi thúc anh chị em, lửa của Chúa sẽ bắt đầu biểu lộ qua đời sống anh chị em. Và anh chị em không chỉ là người nghe lời Chúa, nhưng anh chị em là người nói ra lời của Chúa, và anh chị em nói ra những lời của lửa, anh chị em hành động với lời của Chúa, anh chị em hành động với lửa. Hallelujah. Từng bước chuyển động của anh chị em là từng bước chuyển động của lửa. Hallelujah. Bởi vì sao? Bởi vì lời của Chúa sống qua anh chị em. Chúa Giêsu nói với con: cứ ở trong ta và lời của ta sống ở trong các con. Hallelujah. Lời của Chúa cần phải được sống động ở trong đời sống anh chị em. Và khi lời Chúa sống động qua đời sống anh chị em biến thành những lo lửa thuộc linh di động cho Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta nói với nhau về chìa khóa thứ hai của bí quyết giữ đời sống rất lửa, đó là đời sống cầu nguyện. Hallelujah. Anh chị em cần phải phát triển, duy trì một lối sống cầu nguyện. Anh chị em cầu nguyện một cách kiên trì, nguyện bên đổ, cầu nguyện với tinh thần không bỏ cuộc. Hallelujah. Đó là điều chúng ta cần phải được thách thức, được dấy lên, được nhắc nhở lẫn nhau. Ngày hôm qua trong Colosse đoạn 4 câu số 2 không chỉ nói là thành tâm cầu nguyện mà thôi, mà đó là cầu nguyện với thái độ không bỏ cuộc. Cầu nguyện với thái độ tấn tới. Cho dù chúng ta nhiều khi có những cái trở ngại về phương diện thuộc linh, trở ngại phương diện hoàn cảnh,
về phương diện những sự phân tâm xung quanh chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục tấn tới trong sự cầu nguyện. Hallelujah. Và quyết định không bao giờ bỏ cuộc. Khi anh chị em có một đời sống cầu nguyện, không bao giờ bỏ cuộc, kiên trì bền bỉ, chắc chắn anh chị em sẽ có một đời sống rực lửa cho Chúa. Hallelujah. Điều thứ ba chúng ta nói về một đời sống rực lửa, đó là chúng ta phải có một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh liên tục. Hallelujah. Khi anh chị em đầy dạy Đức Thánh Linh, anh chị em duy trì một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa biểu lộ chính mình Ngài qua anh chị em. Vì Thánh Linh luôn luôn hành động, anh chị em nhớ, Thánh Linh hành động xuyên suốt Kinh Thánh. Amen. Từ Sách Lê Ký đoạn 1 câu số 2 đã nói về thần của Đức Trời vận hành, thần Đức Trời hành động. Nên chúng ta không có một Đức Thánh Linh chủ động, chúng ta không có một Đức Thánh Linh ở yên một chỗ, chúng ta có một Đức Thánh Linh liên tục biểu lộ chính mình Ngài ra. Ngài biểu lộ chính mình Ngài ra qua bóng trái. Ngày ba chúng ta yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Ngài biểu lời chính mình Ngài ra qua chính ân tứ thuộc linh. Hallelujah. Lời nói khôn ngoan, lời nói tri thức, lời nói tiên tri, ơn phân biệt các thần, ân tứ làm phép lạ, ân tứ chữa lành, ân tứ phân biệt các thần, ân tứ nói tiếng lạ, ân tứ thông giải tiếng lạ. Hallelujah. Ngài biểu lời chính mình Ngài ra xuyên suốt trong cả Kinh Thánh, và đặc biệt anh chị em thấy trong sách Công Vụ các Sứ Đồ, Thánh Linh biểu lộ ra. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể gọi đó là sách Công Vụ của Đức Thánh Linh. Nói về sự hành động của Đức Thánh Linh, không chỉ trong hội thánh thời kỳ đầu, nhưng mà là xuyên suốt lịch sử của hội thánh cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày hội thánh được cất lên. Hallelujah. Và đó là điều chúng ta cần phải có lòng tin quyết về điều đó. Thứ ba, chúng ta nói với nhau ngày hôm qua về bí quyết giữ đời sống rực lửa, đó là chúng ta phải bước vào trong sự thờ phượng thật. Có nghĩa là chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Và Kinh Thánh nói về vị Chúa ngự giữa sự ngợi khen, đây là sự ngợi khen của dân sự của Ngài. Ngài thiết lập ngai của Ngài ở trên bầu không khí của sự ngợi khen, của sự thờ phượng của con dân của Chúa. Hallelujah. Và khi mà sự hiện diện của Chúa tại đâu, ngai Chúa lập tại đâu, thì sự vinh quang được biểu lộ ở tại đó. Và ngày hôm qua chúng ta nói với nhau về ý nghĩa của sự vinh quang trong thời cựu ước. Nó về sức năng, nó về trọng lượng. Hallelujah. Các thầy tế lễ không thể phục vụ trong đền thờ được, bởi vì sức năng, bởi vì trọng lượng của sự hiện diện của Chúa đầy dẫy tại nơi đó. Ngài đầy dẫy với sự chữa lành, Ngài đầy dẫy với quyền năng, Ngài đầy dẫy với sự tốt lành của Ngài, Ngài đầy dẫy với sự khôn ngoan của Ngài, Ngài đầy dẫy với sự khải thị của Ngài, Ngài đầy dẫy với tất cả gì trên kim đó có cần. Và từ ngữ về sự vinh quang ở trong Tân Ước thì nói đến cái sự huy hoàng của Chúa, nói đến sự phân biệt của Chúa, sự phân định của Chúa. Vì vậy nên khi anh chị em kinh nghiệm sự vinh quang của Chúa, thì trong bầu không khí đó Thánh Linh sẽ phân biệt rõ ràng nhu cầu của từng cá nhân, và Ngài đáp ứng nhu cầu cho từng người trong thời điểm đó ngay lập tức. Hallelujah. Và anh chị em kinh nghiệm sẽ đáp ứng một cách siêu nhiên. Anh chị em không cần phải xếp hàng để đợi đến lượt của mình. Thông thường anh chị em đến hội thánh, nhiều khi mục sư đề nghị anh chị em phải xếp hàng, đúng không? Rồi lần lượt theo thứ tự, rồi mới đặt tay để chuyển tải sức dầu. Nhưng mà khi ở trong bầu không khí sự vinh quang của Chúa, anh chị em không cần phải xếp hàng. Hallelujah. Chúa có một lúc biểu lộ sự vinh quang của Ngài và đáp ứng nhu cầu cho từng người, từng cá nhân của anh chị em. Hallelujah. Vì vậy nên chúng ta cần phải ao ước tí lộ mức độ cao hơn nữa trong sự biểu lộ của sự hiện diện của Chúa. Đó là liên quan đến sự vinh quang của Chúa được biểu lộ ra theo cách mà anh chị em phải kinh nghiệm được trong đời sống của anh chị em. Và khi anh chị em sống ở trong chiêu kích của sự vinh quang của Chúa, dù là mang tính cá nhân lớn trong hội thánh, trong tập thể, thì lúc đó điều gì xảy ra? Wow! Lúc đó anh chị em sẽ thấy được rằng là anh chị em sẽ trở nên bước đi ở trong một cái phương diện hay một cái mức độ để Chúa có dùng anh chị em đem phước hạnh đến cho rất nhiều người. Hallelujah! Cảm ơn Chúa vì điều đó. Hallelujah! Nên, tạ ơn Chúa vì có Chúa ban chúng ta chìa khóa của sự thờ phượng. Hallelujah. Đó là nhiên liệu thuộc linh. Anh chị em bước vào trong sự thờ phượng, không chỉ là anh chị em phải hát hay, hay là anh chị em phải đàn giỏi, nhưng nó liên quan đến tấm lòng của anh chị em khao khát sự hiện diện của Chúa, đeo đuổi sự hiện diện của Chúa. Hallelujah. Và dáng dĩ bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Hallelujah. Và nhớ là sự hiện diện của Chúa rất là quý giá đối với chúng ta. Và nhớ là tất cả những cái chìa khóa mà tôi gửi đến cho anh chị em đều rất là quan trọng. Không phải để anh chị em chọn cái này với cái kia, không. Tất cả điều đó anh chị em cần phải chất vào, anh chị phải gia thêm vào
ở trong lò lửa thuộc linh mà Chúa đã đặt để cho anh chị em, nhằm nhén lại, khơi lại ơn mà Chúa đã ban cho anh chị em, quyền năng, ân tứ và lửa mà Chúa đã để ở trong lòng của anh chị em. Hallelujah. Tôi vừa ôm lại cho anh chị em những gì chúng ta đã nói với nhau trong ngày hôm qua. Nếu anh chị em muốn biết chi tiết hơn, khích lệ anh chị em tìm để nghe lại, xem lại đọc bài mà chúng ta đã trình bày trong ngày hôm qua. Và trong ngày hôm nay, như đã chia sẻ cho anh chị em, chúng ta sẽ nói về 6 chìa khóa còn lại. Hallelujah. Anh chị em sẵn sàng chưa? 6 chìa khóa còn lại nói về bí quyết giữ một đời sống rực lửa. Và chìa khóa thứ 5 ở trong dàn ý của anh chị em đó nói về những linh hồn, nhưng mà tôi sẽ đề cập đến phần này vào buổi chiều. Rồi qua điểm thứ 6 đó là lòng hào phóng, lòng rộng rãi, rơi rộng. Điểm thứ 7, chìa khóa thứ 7 đó là nói về sự thánh khiết. Chìa khóa thứ 8 nói về sự khiêm nhường. Chìa khóa thứ 9 nói về thẩm quyền theo Kinh Thánh. Và chìa khóa thứ 10 nói về lòng kính sợ Chúa. Hallelujah. Và bây giờ tới đây, ở trong bài học này, như đã nói, chúng ta sẽ học về lòng hào phóng. Đó là điều mà ngày chiều hôm qua tôi đã nói trước với anh chị em. Chúng ta sẽ nói về lòng hào phóng là nhiên liệu thuộc linh mà chúng ta cần có để lửa của Chúa cứ được bùng cháy trong đời sống chúng ta, trong cuộc đua mà chúng ta sống ở trên đất này. Bây giờ chúng ta thấy được, khi chúng ta quan sát trong hội thánh thời kỳ đầu á, chúng ta sẽ nhận ra được hội thánh thời kỳ đầu họ rất là hào phóng, họ rất là rộng rãi. Và họ có lòng rơi rộng cho sự dâng hiến đối với Chúa. Và không chỉ thôi, họ cũng rơi rộng trong việc chia sẻ cho nhau. Và bởi vì họ đã kinh nghiệm sự rơi rộng của Chúa. Khi nói sự rơi rộng của Chúa hay là sự hào phóng của Chúa, nó có liên quan đến nhiều phương diện lắm anh chị em. Chúa là đấng rơi rộng trong lĩnh vực tài chánh, trong sự bảo vệ của Chúa, trong sự cung ứng một cách dư dật của Thánh Linh Ngài cho chúng ta, trong những cái cách chúng ta để chúng ta. Vì vậy nên khi nói về sự hào phóng, sự rộng rãi, thì nó còn nhiều hơn là chỉ liên quan đến tiền bạc mà thôi. Tất nhiên tiền bạc là quan trọng dựa trên Kinh Thánh. Tôi sẽ giải thích điều này kỹ hơn cho anh chị em. Nhưng mà ở đây vấn đề quan trọng nhất đó là gì? Vấn đề quan trọng nhất đó là liên quan xuất phát từ tấm lòng chúng ta. Tấm lòng chúng ta yêu mến Chúa, tấm lòng chúng ta yêu mến anh chị em chúng ta, thì giống như một đầy tớ của Chúa nói rằng là bạn có thể cho, ban cho là bạn không yêu, nhưng bạn không thể nào thật sự yêu thương mà lại không ban cho. Khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ dâng hiến. Khi chúng ta yêu anh chị em chúng ta sẽ ban cho. Và đó là điều xuất phát từ tấm lòng yêu thương. Và khi anh chị em đáp ứng với Chúa và với những anh chị em bởi tình yêu thương, và bằng cách ban cho, bằng cách dâng hiến, thì tấm lòng chúng ta sẽ trở nên rực lửa. Hallelujah. Nhắc lại, sự hào phóng về phương diện thuộc linh đó là nhiên liệu để khiến lửa thuộc linh được bùng cháy ở trong lòng của chúng ta. Có thể anh chị em nghe xong anh chị em nói, ồ tôi biết rồi, chuẩn bị giảng về dân hiến đây. Bây giờ vấn đề lửa thì có liên quan gì tới vấn đề dân hiến? Thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh chị em từng bước. Trước tiên chúng ta cần phải ôn lại những gì chúng ta đã nói với nhau ngày hôm qua trong Timôthê nhì đoạn số 2, sẽ là đoạn số 1 câu số 6. Timôthê nhì đoạn 1 câu số 6. Timôthê nhì đoạn 1 câu số 6, sứ đồ Phaolô căn dặn Timôthê: vì vậy ta nhắc con, hãy nghe là ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự tay của ta. Ở đây chúng ta thấy đây là lời mà sứ đồ Phaolô nói ra bởi sự cảm thúc của Đức Thánh Linh. Và ông nhắc Timôthê rằng là con phải nhen lại, con phải khơi dậy ngọn lửa thuộc linh mà đã được đặt ngay trong lòng của con rồi. Con đã có rồi. Và bây giờ con cần phải khơi lại, con phải làm lại những công việc. Chữ nhen lại tại đây mang nghĩa là làm lại những công việc để gia thêm sự sống vào trong lửa đã có sẵn ở trong lòng. Hallelujah. Và tại đây nó liên quan đến cái quyết định của chúng ta. Chúng ta phải có chủ ý, chúng ta cần phải có một cái sự định hướng đến việc tôi phải là người có một cái sự tích cực
trong việc nghiêng lại, thêm vào, thêm những nghiêng lời thuộc linh vào ở bên trong. Để rồi, bởi cái đó đời sống thuộc linh của tôi được bùng cháy với lửa của Chúa. Bây giờ chúng ta thấy được rằng là Chúa Giêsu Ngài là tấm gương cho các môn đồ của Ngài. Và Ngài cũng là tấm gương để cho chúng ta noi theo. Liên quan đến việc đó là Ngài là đấng luôn luôn đầy lửa của Chúa. Ngài bước đi ở trong lửa của Chúa. Vì vậy nên khi mà chúng ta học theo tấm gương Chúa Giêsu, chúng ta áp dụng những lời Chúa Giêsu vào trong đời sống chúng ta, và cụ thể liên quan đến vấn đề về lòng rộng rãi, liên quan đến vấn đề tài chính, thì chắc chắn lòng chúng ta sẽ rực lửa giống như là Chúa Giêsu đầy lửa vậy đó. Amen. Bây giờ Chúa Giêsu nói gì đây? Chúa Giêsu nói trong Matthew đoạn số 6 câu 21, chúng ta cùng mở ra xem. Matthew đoạn số 6 câu số 21. Trong Matthew đoạn số 6 câu 21, lời Chúa nói rằng là vì của cải các con ở đầu thì lòng các con cũng ở đó. Hallelujah. Tôi nhắc lại, Chúa Giêsu nói gì? Của cải các con ở đâu? Của báu của anh chị em ở đâu? Của cải anh chị em ở đâu? Nó liên quan đến vấn đề tiền bạc nữa. Tiền bạc của anh chị em ở đâu? Ở đâu là nơi mà anh chị em đầu tư nhiều tiền bạc? Thì ở tại đó cho thấy được là tấm lòng của anh chị em đang hướng về đó. Bây giờ dựa trên câu kinh thánh này, cho ta thấy được rằng là không có khó để xác định được là một người họ đang yêu cái gì. Theo như lời Chúa Giêsu, mình chỉ cần để ý xem cách người ta chi tiêu. Cái tiền của người đó có đó, nó đổ về đâu. Khi anh chị em nhận tiền của một người đổ về đâu, là anh chị em sẽ nhận ra được là cái lòng người đó hướng về nơi đó. Ví dụ như có bao nhiêu tiền người đó xài cho cái gì, thì chúng ta hiểu được rằng là cái lòng người đó đang hướng về cái nơi mà người đó đổ tiền vào. Tôi nói ví dụ như có những người có bao nhiêu tiền là đổ hết cho con cái. Vậy thì cho con cái là quan trọng hàng đầu đối với người đó. Có những người có bao nhiêu tiền là người đó đổ vô đầu tư. Vậy thì thấy được rằng là cái vấn đề đầu tư là quan trọng đối với người đó. Có những người có bao nhiêu tiền là họ đổ vào vấn đề nhậu nhẹt. Ví dụ như vậy, ăn chơi. Vậy thì cho thấy được rằng là vấn đề nhậu nhẹt ăn chơi là quan trọng đối với người đó. Vậy thì của cả anh chị em ở tại đâu? Thì lòng của anh chị em ở tại đó. Vậy thì đây cho thấy được rằng là tiền bạc của chúng ta nó phản ánh được tấm lòng của chúng ta. Nó rất là thật, nó không giấu được. Một người có thể mở miệng ra là nói là yêu Chúa, yêu anh chị em, yêu hội thánh, yêu tha nhân. Nhưng mà quan trọng là người đó cần phải thể hiện ra qua hành động. Hallelujah, lòng anh chị em mở ra thì báo của anh chị em cũng cần phải mở ra. Amen. Anh chị em mở lòng ra với ai thì anh chị em cũng cần phải mở bóp ra đối với người đó. Hallelujah. Đó là chuyện không có gì quá khó hiểu. Nhắc lại, cái lời mà nãy tôi vừa mới chia sẻ cho anh chị em, đó là lời của một nhà soạn nhạc tên là Amy Carmichael. Thì người này nói như thế này: bạn có thể ban cho mà không yêu, nhưng bạn không thể nào yêu mà lại không ban cho. Bây giờ tại đây, khi chúng ta yêu Chúa thì chúng ta sẽ dâng cho Chúa. Khi chúng ta yêu vợ, yêu chồng của mình thì chúng ta sẽ chia sẻ điều tốt đẹp với vợ chồng mình. Vậy nên lòng của chúng ta ở tại đâu, nó được xác định bởi vì chúng ta đổ tiền, chúng ta đổ thời gian, chúng ta đổ sự chúng ta vào nơi đó. Chúng ta có lòng ao ước, khao khát đeo đuổi cho một lĩnh vực nào đó, cho một đối tượng nào đó, thì chúng ta sẽ đổ tiền, thời gian và sức lực vào cái nơi đó, vào đối tượng đó. Một thần học gia tên ông là Stephen Orfor, ông nói thế này. Ông nói là tôi tin quyết rằng là ma quỷ nó khiến cho cái chủ đề về việc dân hiến dấy lên cái sự chống đối và sự bức bội giữa vòng con dân của Chúa. Bởi vì nó biết được rằng là có một số cách để qua đó làm phong phú đời sống thuộc linh. Khi mà một người thực hành sự quản gia một cách trung tín, khi mà anh chị em áp dụng nguyên tắc tài chánh theo như kinh thánh, anh chị em áp dụng nguyên tắc tài chánh theo như kinh thánh, thì anh chị em trở thành một người quản gia trung tín của Chúa. Và khi anh chị em là người quản gia trung tín của Chúa,
Thì bởi cái đó, Kinh Thánh cho ta biết là ai có sẽ được cho thêm. Ai chung tín cho việc rất nhỏ thì sẽ được, thì sẽ chung tín cho việc rất lớn, và Chúa sẽ giao thêm cho chúng ta quản lý nhiều hơn. Và bởi cái đó đời sống ta trở nên phong phú hơn. Chúng ta trở nên dư dật để rồi chúng ta có thể ban cho nhiều hơn. Hallelujah. Nên tôi nhắc lại cho anh chị em lời của thần học gia tên là Stephen Orford. Ông nói như thế này. Ông nói là tôi tin quyết rằng ma quỷ nó khiến cho chủ đề về sự dân ý dấy lên sự chống đối và sự bức bội giữa vòng con dân của Chúa, bởi vì nó biết được rằng là có một số cách để qua đó khiến cho phong phú về phú gì thuộc linh. Khi một người áp dụng sự quản gia một cách trung tín. Hallelujah. Chúa Ngài muốn anh chị em ban cho, Chúa Ngài muốn anh chị em chia sẻ, bởi vì Ngài biết được đó là phương cách khiến cho đời sống anh chị em phong phú, để khiến cho đời sống anh chị em rực lửa. Và tôi sẽ giải thích điều này kỹ hơn về sau này. Nhưng mà trước tiên tôi muốn nói anh chị em rằng là liên quan chủ đề về tiền bạc, anh chị em cần phải lưu ý một chi tiết. Đó là tiền bạc nó liên quan đến cuộc sống của anh chị em trên đất này. Bao lâu anh chị em còn sống trên đất này, anh chị em còn dính tới tiền bạc, có phải không anh chị em? Tôi nói ví dụ đi, ví dụ như anh chị em đi vào một cái khu vui chơi nào chẳng hạn, thì được vào cổng khu vui chơi đó, người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ yêu cầu anh chị em mua vé. Và trước khi anh chị em được cầm lấy cái vé, anh chị em sẽ làm gì đây? Anh chị phải trả tiền cho cái tấm vé đó, có phải vậy không ạ? Đó là những cái khu vui chơi mà người ta có đầu tư. Hoặc là khi anh chị em vào một quán ăn, anh chị em vào một nhà hàng chẳng hạn, anh chị em ăn một bữa ăn rất là ngon và anh chị em rất là thích cái món ăn đó, và sau khi anh chị em ăn rồi thì cuối cái giờ anh chị em chuẩn bị rời khỏi quán ăn ở nhà hàng đó, thì người ta sẽ đem đến cho anh chị em cái gì? Hóa đơn tính tiền. Amen. Anh chị có ngạc nhiên khi người ta nói đem đến cho, nó kỳ kỳ vậy, tại sao phải đưa tôi hóa đơn tính tiền? Hoặc là anh chị có ngạc nhiên không khi anh chị em vào một cái cửa hàng bách hóa nào đó, rồi tới cuối giờ anh chị em chuẩn bị ra khỏi cửa hàng bách hóa, anh chị em đến cái quầy, anh chị em tính tiền, scan, người ta scan hay là người ta tính tiền anh chị em xong rồi, thì anh chị nói ủa sao lại tính tiền thôi? Tôi không có ngạc nhiên về điều đó, bởi vì cuộc sống chúng ta, chúng ta đi đâu cũng vậy thôi. Người ta luôn hỏi chúng ta tiền đâu, đầu tiên tiền đâu, có phải vậy không? Tiền cháo, cháo múc, đó là cuộc sống ta là như vậy. Nhưng mà thầy, thế trên thế giới có rất nhiều cơ đốc nhân, có rất là nhiều người họ lại ngạc nhiên khi Chúa đề cập đến vấn đề về tiền. Họ nói ủa, tôi tưởng là ví dụ như học lời Chúa thôi chứ còn phải dân hiến nữa. Tôi muốn học lời Chúa nhưng mà tại sao phải có vụ dân hiến ở tại đây, sẽ có tiền ở tại đây. Tôi muốn hỏi anh chị em rằng là tại sao chúng ta có thể nói về tiền bạc bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống ở ngoài hội thánh? Câu trả lời là điều đó là không phải lẽ. Nếu tiền bạc là trở nên rất là phổ biến cho cuộc sống của anh chị em thì tiền bạc cũng cần phải được dạy ở trong hội thánh. Hallelujah. Có phải vì không anh chị em? Bên cạnh đó như gì Chúa Giêsu đã nói, Chúa Giêsu nói của cải các con ở đâu thì lòng các con ở đó. Bây giờ một người nói là con yêu Chúa, con yêu hội thánh của Chúa, nhưng mà họ lại không có một cái sự đầu tư nào, họ không có một cái dân hiến nào cho Chúa hay là đóng góp vào trong hội thánh, thì điều đó cho thấy được rằng là họ không thực sự thật lòng như là họ đang nói. Bởi vì Chúa Giêsu nói của cải các con ở tại đâu thì chính xác lòng các con đang ở tại đó. Và anh chị em để ý là đối với Chúa Giêsu, chủ đề về tiền bạc là quan trọng. Nếu anh chị em đọc trong chức vụ của Chúa Giêsu ở trong bốn sách phúc âm, anh chị em sẽ thấy được rằng là Chúa Giêsu nói về chủ đề tiền nhiều hơn bất cứ chủ đề nào khác mà Chúa Giêsu đề cập đến trong chức vụ của Ngài. Tôi kích lệ anh chị em thử đọc Kinh Thánh, anh chị sẽ thấy được tôi nói là đúng. Chúa Giêsu đề cập đến tiền rất là nhiều. Chúa Giêsu đề cập đến đồng bạc bị đánh mất, Chúa Giêsu đề cập đến ta lân,
Chúa Giêsu đề cập đến là châu báu, Chúa Giêsu đề cập đến ngọc trai, Chúa Giêsu đề cập đến những thứ thuộc về của cải, về ruộng đất, về nhà cửa. Có phải vì không anh chị em? Chúa Giêsu đề cập về tiền rất là nhiều trong chức vụ của Ngài. Và bây giờ một điều khác nữa, như là DM Moody nói như thế này, đó là khi Đức Chúa Trời ban Đấng Christ vào trong thế gian này, Ngài đã ban cho điều tốt nhất mà Ngài có, và Ngài mong muốn chúng ta cũng làm giống như vậy. Tôi nhắc lại một người hầu vị Chúa rất là nổi tiếng, ông nói rằng khi Đức Chúa Trời ban Đấng Christ cho thế gian này, Ngài đã ban cho điều tốt nhất mà Ngài có, Ngài đã ban cho điều quý nhất mà Ngài có, và Ngài mong muốn chúng ta cũng làm giống như vậy. Anh chị cần phải nhận ra Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng rất hào phóng, rất rộng rãi, và Ngài rất sẵn lòng thể hiện lòng hào phóng của Ngài đối với những con người hào phóng. Bởi vì sao? Bởi vì con người hào phóng là những con người sống giống Chúa. Chúa rất là vui khi Ngài gặp gỡ được những con người giống như Ngài. Giống như anh chị em là một người rất là hào phóng, mà anh chị em chơi chung với một cái đứa mà nó rất là hà tiện, rất là ích kỷ, anh chị em cảm thấy chán, anh chị em không muốn thân, có phải vậy không ạ? Cũng giống như vậy, khi mà anh chị em nhận biết là Chúa đang rất hào phóng, thì đồng thời anh chị em cũng cần phải nhận biết là Ngài rất thích gần, Ngài rất thích bày tỏ chính mình Ngài là hào phóng cho những người hào phóng. Hallelujah. Bây giờ quay trở lại, tôi nhớ anh chị em là Đức Chúa Cha đang rất là hào phóng, và khi Chúa Giêsu ở trên đất này, Chúa Giêsu phản ánh chính xác Đức Chúa Cha là ai một cách hoàn hảo. Hallelujah. Chúa Giêsu từng nói với các môn đồ của Ngài rằng là ai thấy ta tức là đã thấy Cha, ở trong Giăng đoạn số 14 và số 9. Vì nên khi mà chúng ta thấy Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh cũng là chúng ta thấy Đức Chúa Cha, và điều đó cho thấy được rằng Chúa Giêsu trên đất này Ngài thật sự rất là hào phóng, được phản ánh được Đức Chúa Cha là Đấng hào phóng rộng rãi. Bây giờ chúng ta xem một câu Kinh Thánh đi, ở trong Công vụ đoạn số 10 câu 28. Công vụ đoạn số 10 câu 38. Trong Công vụ đoạn số 10 câu 38 nói rằng: thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế. Hallelujah. Vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Bây giờ trong phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy được, khi đọc vào anh chị em dễ dàng nhận ra được là phần Kinh Thánh này đang mô tả về chức vụ chữa lành và giải cứu của Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Trời sức dầu cho Đức Chúa Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế. Bây giờ tôi muốn anh chị em để ý tại đây. Ở tại đây trong phần Kinh Thánh này có nói đến Ngài làm việc nhân đức. Và nhiều người đó khi mà đọc làm việc nhân đức ở tại đây, họ nghĩ đó là cái lời giải thích cho những gì Chúa Giêsu làm liên quan đến Ngài chữa lành người bệnh, rồi Ngài giải cứu những kẻ bị ma quỷ áp chế. Và họ nói rằng là đó là việc nhân đức mà Chúa Giêsu đã làm. Thì khi mà anh chị em tìm hiểu thật là kỹ trong phần Kinh Thánh này thì anh chị em sẽ nhận ra được rằng là cái chữ làm việc nhân đức ở tại đây nó là một phương diện khác của chức vụ Chúa Giêsu. Nó không phải là lời giải thích về việc Chúa Giêsu chữa lành kẻ bệnh, sống kẻ chết, hay là giải cứu những kẻ bị ma quỷ áp chế. Mà cái chữ làm việc nhân đức này trong tiếng Hy Lạp, cái từ ngữ đó nó giống như là Ngài làm một nhà hảo tâm, Ngài làm công việc của một nhà từ thiện. Wow. Tôi nhắc lại, ở tại đây cái chữ Ngài làm việc nhân đức tại đây trong ngôn từ tiếng Hy Lạp nó mô tả chính xác cái công việc của một nhà hảo tâm, công việc của một người làm công tác từ thiện, hay nói khác nó mô tả một người làm những công việc bác ái bằng cách hỗ trợ tài chánh để giúp đỡ cho những cái người bất hạnh, những cái người bị cơ nhỡ, những người bị khó khăn, bị thiếu thốn. Hallelujah. Và đó chính xác là ý nghĩa của chữ làm việc nhân đức. Ở đây khi mà nói đến làm việc nhân đức, nó liên quan đến vấn đề là chu cấp thức ăn nè, chu cấp về quần áo nè, chu cấp về những cái nhu cầu thiết yếu cơ bản về phương diện vật chất, về phương diện
thú thể. Về tới đây, trong cái phần kinh thánh của công vụ đoạn 10 câu số 18 cho ta thấy được rằng là Chúa Giêsu đúng, Ngài là đấng chữa lành bệnh tật. Chúa Giêsu Ngài đứng trong chức vụ giải cứu. Nhưng mà cũng đồng thời mô tả chúng ta thấy được Chúa Giêsu cũng là đấng đáp ứng nhu cầu cho những người khó khăn, cho những cái trường hợp thiếu thốn, bất hạnh theo nhiều phương diện khác nhau. Hay nói khác, nhắc lại, chức vụ của Chúa Giêsu cũng là chức ở tầm, chức vụ của nhà từ thiện. Hay nói khác, Chúa Giêsu chính là đấng bàn cho. Bây giờ ở tại đây, nhiều người vẫn còn thắc mắc là không biết chức vụ Chúa Giêsu Ngài có nhiều tiền hay không? Thì câu trả lời nó được thấy được rất rõ ở tại đây. Chúa Giêsu thật sự Ngài có nhiều tiền trong chức vụ của Ngài. Ngài nhiều đến mức độ đó là Ngài có một thủ quỹ. Chúa Giêsu có thủ quỹ trong chức vụ của Ngài. Thủ quỹ của Chúa Giêsu là ai? Thủ quỹ của Chúa Giêsu, cái người giữ túi bạc của Chúa Giêsu chính là Judas Iscariot. Và đây chúng ta sẽ xem ở trong Giăng đoạn 12 đi, chúng ta cùng mở ra trong Giăng đoạn số 12. Trong Giăng đoạn số 12, chúng ta sẽ thấy được rằng là trong bối cảnh câu chuyện này nói về đang ở trong nhà của Lazaro. Và Lazaro thì có hai người em, một là Ma-thê, hai là Ma-ri. Và lúc này Ma-ri đã lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá sức chân Chúa Giêsu, rồi dùng tóc mình và lau chân Ngài. Mùi thơm của dầu lan tỏa khắp nhà. Câu số 4, như một trong các môn đồ của Chúa Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sau này phản Ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm này lấy 300 denier để cho người nghèo? Bây giờ để ý này, cái người mà đề cập đến vấn đề là bố thí cho người nghèo chính là Judas Iscariot. Và Kinh Thánh giải thích cho chúng ta biết được rằng là tại sao Judas Iscariot lại nói như vậy. Chúng ta thấy ở trong câu số 6, anh đã nói như vậy không phải vì anh quan tâm đến người nghèo, nhưng vì vốn là một tên trộm cắp, là giữ túi tiền, nên đã thường lấy trộm đi mà người ta bỏ vào đó. Bây giờ anh ta lấy tiền của ai? Tiền là tiền của chức vụ Chúa Giêsu. Và khi người ta dâng cho chức vụ Chúa Giêsu thì Judas Iscariot là người giữ tiền đó. Và Judas Iscariot biết được tiền cần phải chi tiêu cho việc gì. Và một trong những lĩnh vực mà tiền được chi tiêu đó là chi tiêu để giúp đỡ cho người nghèo. Anh chị thấy rõ điều này không ạ? Đó là lý do vì sao anh nói rằng là tại sao lại không lấy cái chai dầu này bán đi và lấy 300 denier dâng cho chức vụ Chúa Giêsu, và rồi dùng cái tiền đó để giúp đỡ cho người nghèo. Bởi vì sao? Đó là cách mà tiền vận hành trong chức vụ Chúa Giêsu, không chỉ chu cấp cho nhu cầu Chúa Giêsu và các môn đồ mà thôi, nhưng còn hướng đến giúp đỡ những người nghèo. Hallelujah! Chúa Giêsu Ngài rất quan tâm đến người nghèo và giúp đỡ cho người nghèo về phương diện thuộc thể. Đó là chức vụ của Chúa Giêsu, là một nhà hảo tâm là như vậy, anh chị em. Và rồi tại đây, nhớ rằng là anh ta thường lấy trộm tiền mà người ta bỏ vào đó. Nghĩa là anh ta không thật sự quan tâm đến người nghèo, nhưng anh ta quan tâm đến việc anh ta nghĩ đến cách để anh ta có thể biển thủ tiền bạc. Nhưng mà để ý tại đây, đó là chức vụ Chúa Giêsu hẳn phải có một cái khoản tiền. Một khoản tiền nó nhiều. Chứ nếu mà tiền ít quá, nếu anh ta lấy là biết liền. Có phải vậy không anh chị em? Ví dụ anh chị em có một, nếu mà anh chị em chỉ còn có 100 ngàn thôi, mà ai mà lấy của anh chị em là anh chị em nhận ra rất là dễ. Nhưng nếu anh chị có 100 tỷ, tôi nói ví dụ như vậy, và ai đó lấy 100 ngàn của anh chị em khó để phát hiện hơn. Amen. Thì cái nhiều số không quá, nên nó mất có 100 ngàn nó cũng không có để ý gì lắm. Nó chỉ là có lẽ thôi. Nên rõ ràng ở đây anh ta thường xuyên, ở đây Kinh Thánh nói anh ta thường xuyên lấy trộm. Quý mình cho để ý không mà anh ta cứ ngày nào anh ta cứ thấy muốn đó là anh ta bắt đầu lấy trộm vào. Anh ta lấy trộm một ít, ngày hôm nay lấy trộm một ít, ngày mai lấy trộm một ít, và chức vụ Chúa Giêsu không có thiếu. Bởi vì khi anh ta lấy trộm thì tiền lại đổ vào, khi anh ta lấy trộm tiền lại đổ vào. Và rõ ràng từ đây đó là Kinh Thánh cho ta biết được rằng là Chúa Giêsu Ngài có một công tác giúp đỡ cho người nghèo. Hallelujah. Tôi không muốn nói nhiều vào vấn đề này, nhưng quay trở lại, trong chức vụ Chúa Giêsu, ngoài việc Ngài thực thi sự chữa lành siêu nhiên và phương diện thuộc thể,
thì Ngài cũng đáp ứng nhu cầu vật chất, nhu cầu thuộc thể ta công tác từ thiện của Ngài trong chức vụ. Hallelujah. Điều đó cho ta thấy được rằng Chúa Giêsu Ngài rất hào phóng. Và Chúa Giêsu dùng cái tiền mà trong ngân quỹ chức vụ của Ngài để đáp ứng nhu cầu cho những người khác. Và điều đó phản ánh tấm lòng của Đức Chúa Cha, phản ánh hình ảnh của Đức Chúa Cha là như thế nào. Hallelujah. Trong Kinh Thánh đầy dạy những cái phần Kinh Thánh nhấn mạnh về việc Chúa Ngài luôn luôn hướng đến chăm sóc những trẻ mồ côi, những người quá bụa, những người túng thiếu, những khách lạ, những cái người tha hương. Và Chúa Ngài luôn luôn có tấm lòng, Chúa Giêsu luôn luôn phản ánh tấm lòng của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ là trong Giăng đoạn 5 câu số 19, Chúa Giêsu từng phán như thế này. Giăng đoạn 5 câu số 19, Chúa Giêsu nói rằng là: bởi vậy Đức Giêsu nói với họ: thật ta bảo thật các người, tôi không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều con thấy cha làm. Thì bất cứ điều gì cha làm, con cũng làm như vậy. Hallelujah. Ở tại đây chúng ta thấy được rằng là Chúa Giêsu Ngài luôn luôn làm những điều Đức Cha làm. Vậy Đức Chúa Giêsu thấy Đức Cha làm gì? Chúa Giêsu thấy Đức Cha là đấng ban cho, là một đấng sẵn sàng vươn ra đáp ứng nhu cầu cho những người thiếu thốn về phương diện Phật vật chất để thể hiện lòng rộng rãi của Ngài. Bây giờ chúng ta thấy được rằng điều này đã được thực hiện ở trong hội thánh thời kỳ đầu. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh thì chúng ta thấy được rằng là lòng rộng rãi của Chúa Giêsu tiếp tục được truyền tải, tiếp tục được chuyển giao vào trong hội thánh thời kỳ đầu. Và nhớ Đức Chúa Trời đấng rất là hào phóng, và khi hành động giữa vòng con dân của Ngài thì họ cũng trở nên rất là hào phóng, lòng họ mở ra với Chúa. Và khi lòng họ mở ra thì túi bạc của họ cũng mở ra, họ bắt đầu dâng hiến ban cho giống như Chúa ban cho, họ bắt đầu đáp ứng đối với Chúa. Và chúng ta thấy được rằng là khi quý vị sống một đời sống ban cho dâng hiến như vậy, điều gì xảy ra quý vị biết không? Đó là bắt đầu lửa của Chúa bắt đầu hành động trong đời sống của ông bà chị em. Hallelujah. Bây giờ ở đây chúng ta cùng xem đi một số phần trong Kinh Thánh để cho chúng ta thấy được rằng là khi một người kích hoạt trong sự hào phóng rộng rãi khi ban cho thì lửa của Chúa được biểu lộ ra, được bùng cháy trong đời sống của những người đó như thế nào. Và chúng ta thấy được điều đó ở trong hội thánh thời kỳ đầu. Chúng ta cùng mở ra phúc sách Công vụ đoạn số 2. Công vụ đoạn số 2 câu số 42 cho đến câu số 45. Từ câu 42 nói rằng các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mỗi thông công với anh em, lễ phép bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện qua các sứ đồ. Tất cả các tín hữu đều hiệp đại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán hết tài sản của cải mình có mà phân phát cho nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Wow, hallelujah. Thế đây chúng ta thấy được rằng là lòng các tín hữu lúc này đây họ được tác động bởi quyền năng của Chúa và họ bùng cháy cho Chúa. Và bắt đầu từ tấm lòng họ được thôi thúc mãnh liệt bởi lửa của Chúa như vậy, thì bắt đầu họ sẵn sàng để mở túi tiền của họ ra. Họ bắt đầu sẵn sàng để dâng hiến những tài sản họ có. Lý do vì sao quý bà chị biết không? Bởi vì họ ý thức được cuộc đời của họ đã hoàn toàn thuộc về Chúa rồi. Họ ý thức được rằng là chính họ đã thuộc về Chúa. Và khi họ thuộc về Chúa rồi thì tiền bạc của họ cũng sẽ thuộc về Chúa thôi. Và họ nói với Chúa rằng là: Chúa ơi, tất cả những gì chúng con có là của Ngài. Chúng con không giữ bất cứ điều gì lại chúng con. Và chúng con sẵn sàng trao cho Ngài bất cứ điều gì chúng con có. Và nếu như Chúa cần thì lấy Chúa, đó là của Chúa. Đó là mối quan hệ giao ước đó anh chị em. Về mối quan hệ giao ước, người đó hiểu được rằng là tất cả những gì của người này là của người kia. Cũng giống như tất cả những gì của Chúa là của chúng ta. Và trong mối quan hệ giao ước đó, tất cả những gì của chúng ta cũng là của Chúa. Hallelujah. Phước hạnh đó anh chị em. Đó là phước hạnh đó anh chị em. Bởi vì rõ ràng là Chúa luôn luôn có nhiều hơn những gì anh chị em và tôi có. Hallelujah. Kinh Thánh nói rằng là chúng ta ra đời chúng ta đâu có đem gì theo đâu, đúng không? Và chúng ta qua đời chúng ta cũng đâu có đem gì theo chúng ta được đâu. Hallelujah. Nếu giờ anh chị nói: Chúa ơi, tất cả gì con có là của Chúa, bởi vì tất cả gì của Chúa là của con, ai có lợi? Chắc chắn là chúng ta có lợi rồi. Làm sao mà anh chị em có nhiều bằng Chúa được? Và làm sao chị em có thể dâng cho Chúa nhiều bằng những gì Chúa ban cho chị em được? Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nên tới đây những tín hữu hồi thánh thời kỳ đầu họ hiểu được điều đó.
họ hiểu được ô những gì mà Chúa đã ban cho họ quá lớn đi, những gì mà Chúa dành cho họ là rất có giá trị. Ngài ban cho họ điều tốt nhất chính là Chúa Jesus Christ. Họ biết ơn Chúa rất là nhiều, nên họ khi họ bước vào trong mối quan hệ giao ước với Chúa, họ sẵn sàng đau phục tất cả những gì họ có cho Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì của cải anh chị em ở đâu thì lòng của anh chị em ở đó. Hallelujah. Và khi lòng anh chị em hướng về Chúa thì điều gì xảy ra? Anh chị em sẽ đau phục tài chánh, đau phục phương diện của cải của anh chị em cho Chúa. Hallelujah. Và bởi cơ đó lửa của Chúa có cơ hội được bùng cháy, có chỗ để bùng cháy trong đời sống của anh chị em. Bây giờ chúng ta xem tiếp ở trong công vụ đoạn số 4, câu 31 cho đến câu 32. Công vụ đoạn số 4, câu 31 nói như thế này: khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách giản dị. Câu 32: bây giờ cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản của mình là của riêng, nhưng kẻ mọi vật là của chung. Hallelujah. Anh chị em để ý có sự liên hệ giữa câu 31 và 32. Trong kinh thánh của anh chị em á, tách cái phần này ra. Trong kinh thánh của anh chị em á là tách hai cái phần này ra. Nhưng mà tôi muốn khích lệ anh chị em rằng là hai câu này đi liền với nhau. Nó nằm trong mạch văn. Và trong mạch văn này cho thấy được rằng là khi cầu nguyện xong, nơi nhóm lại rúng động. Wow, hội thánh rất là thích cái hình ảnh này. Nhiều người trong chị em những ngày qua học về lửa của Chúa có thể ảnh hưởng đến cái chỗ ở của anh chị em, cái chỗ nhóm lại của anh chị em. Và ở đây nơi nhóm lại rúng động, tất cả đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Nhiều người rất là yêu thích buổi nhóm của Đức Thánh Linh. Amen. Buổi nhóm của Đức Thánh Linh mình kinh nghiệm sự biểu lộ Đức Thánh Linh về phương diện thuộc linh và cả về phương diện thể lý nữa. Và họ đi rao giảng lời Chúa cái dạng gì. Nhưng mà rồi không dừng lại từ đó. Kinh Thánh nói rằng là bây giờ cả cộng đồng tín hữu đều đồng tâm hiệp ý, không ai xem tài sản mình là của riêng, nhưng kẻ mọi vật là của chung. Wow. Và từ đây Thánh Linh của Chúa hành động giữa bọn họ. Vì thấy gì họ ích kỷ, thấy gì họ bủn xỉn, giữ tài sản của mình, thì lúc đây họ sẽ sẵn sàng đầu phục và dâng hoàn toàn lên cho Chúa. Và từ đây tôi nhớ đến câu nói của đầy tớ của Chúa Mark Hankins. Ông nói rằng nhiều người ngày hôm nay ở trong buổi nhóm Thánh Linh, kinh nghiệm quyền năng Thánh Linh, thậm chí té lên té xuống, tác động mạnh mẽ với quyền năng Thánh Linh của Chúa, rung rẩy với trong quyền năng Thánh Linh của Chúa, nhưng mà trong túi không rớt ra được một đồng nào cả, trong túi không rớt ra được một xu nào cả. Không, một khi Thánh Linh của Chúa thật sự đụng chạm vào đời sống anh chị em, đụng chạm vào tấm lòng của anh chị em, hoặc tác động vào mọi lĩnh vực của đời sống anh chị em, thì tiền cũng sẽ được móc ra, sẽ sẽ được dâng hiến. Đó là điều chúng ta thấy trong hội thánh thời kỳ đầu. Hallelujah. Anh chị thấy được điều này không ạ? Hallelujah. Nên khi mà Thánh Linh Chúa hành động nơi nhóm lành rúng động thì tiền trong túi của họ cũng phải rơi ra, hay là tiền trong túi của họ cũng phải được dâng hiến nữa. Amen. Chứ đừng để nơi nhóm lành rúng động mà tiền không rớt ra nổi trong túi của anh chị em. Là anh nhớ chúng ta chưa thật sự phản ánh được tấm lòng của Chúa đâu. Hallelujah. Nên trong sách Công vụ các sứ đồ chúng ta thấy được có một cái khuôn mẫu rằng là khi lửa của Chúa hành động tác động trong lòng của con dân của Chúa thì họ cũng rất hào phóng, họ ban cho và họ khích lệ bởi sự biểu lộ của lửa của Chúa trong lòng của họ một cách siêu nhiên. Bây giờ chúng ta xem tiếp đi câu 33. Câu 33 cho đến câu số 35. Các sứ đồ lấy quyền năng rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa là Đức Chúa Giêsu, và Ngài đổ ân điển lớn lao trên mọi người. Vì thế không ai trong các tín hữu thiếu thốn, vì những người có ruộng đất hay nhà cửa đều bán đi, đem số tiền bán được đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tiền ấy được phân phát tùy theo nhu cầu của mỗi người. Hallelujah. Ở đây chúng ta thấy lửa của Chúa hành động giữa vòng các tín hữu, lòng họ bắt đầu mở ra. Và rồi khi mà lửa của Chúa tác động bởi quyền năng của Chúa vào trong lòng của tín hữu như vậy thì họ bắt đầu móc túi tiền á, và không chỉ thế thôi mà họ sẵn sàng để bán đất ruộng. Wow. Ở đây tôi tin rằng là trong cái sự hướng dẫn Thánh Linh của Chúa dành cho họ trong cái giai đoạn đó là họ cần phải làm như vậy, bởi vì có thể Chúa chuẩn bị họ cho cái sự bắt bớ sắp xảy ra trong tương lai. Khi họ bắt bớ như vậy họ phải bị tan lạc khắp mọi nơi, và Chúa không muốn là tài sản của họ bị mất mát khi mà họ phải rời khỏi nhà cửa của họ, rời khỏi ruộng đất của họ. Nên đây là sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa dành cho hội thánh thời kỳ đầu lúc đó. Hallelujah.
Bởi thời đây họ vâng theo lời của Chúa, họ không giữ bất cứ điều gì cả và họ ban cho. Thật ra tôi có thể nói anh chị em thế này, hội thánh mà càng có lòng rộng rãi hào phóng, trong hội thánh nó càng được dạy về sự hào phóng rộng rãi, thì trong hội thánh đó chúng ta thấy được rằng là ngọn lửa của Chúa càng bùng cháy. Bởi vì sao? Bởi vì là họ đáp ứng với chính Chúa, họ đáp ứng với tấm lòng của Chúa. Bởi vì tấm lòng của Chúa, tấm lòng rộng rãi mà anh chị em, Chúa rất là hào phóng, Chúa rất là rộng rãi với chúng ta. Vì vậy nên khi mà lòng chúng ta mở ra với Chúa thì lửa của Chúa có cơ hội để bùng cháy trong tấm lòng của chúng ta. Hallelujah. Và chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm sự hào phóng rộng rãi của Chúa trong đời sống chúng ta nữa. Chúng ta xem đi trong Luca đoạn 6 câu số 38. Luca đoạn số 6 câu số 38. Trong câu 38 lời Chúa nói rằng là hãy cho, các con sẽ được cho lại. Người ta sẽ lấy đấu lớn, đông đầy nhận xuống, lát cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con. Vì các con lương cho người ta bực nghèo thì các con sẽ nhận lại mực ấy. Hallelujah. Một chỗ khác, Cô Rinh Tô Nhì và số 9 câu số 6. Cô Rinh Tô Nhì và số 9 câu số 6. Trong đoạn số 9 lời Chúa nói, hãy nhớ rằng ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Vậy từ đây Chúa đưa ra một nguyên tắc rất là rõ ràng. Trong cái nguyên tắc này cho ta thấy được rằng là khi chúng ta ban cho, và khi chúng ta ban cho cái rơi rộng, thì giống như là chúng ta gieo nhiều. Amen. Vấn đề không phải là con số tiền của anh chị em, nhưng vấn đề đó là những gì anh chị em dâng so với gì anh chị em có, nó thể hiện được rằng là anh chị em có rơi rộng hay không. Tôi nhắc lại, những gì anh chị em dâng so với gì anh chị em có, nó liên quan đến cái tỷ lệ đó. Tỷ lệ anh chị em, ví dụ như tôi nói, ví dụ anh chị em có 10 triệu, anh chị em dâng 4 triệu, tôi nói ví dụ như vậy, thì anh chị em là một người hào phóng, bởi vì anh chị em dâng nhiều so với gì anh chị em có. Ví dụ như một người có 200 triệu mà người đó dâng 5 triệu thì người đó vẫn không phải là người hào phóng. Anh chị em nhận được chi tiết nào không ạ? 200 triệu mà mình chỉ dâng có 5 triệu, người đó nghĩ rằng là ô, mình dâng 5 triệu nhiều hơn cái người dâng 4 triệu. Không, đối với Chúa, anh chị em dâng hào phóng, gieo nhiều hay không, nó không phải dựa trên cái số tiền, nhưng mà dựa trên những gì anh chị em dâng so với những gì anh chị em có. Amen. Vì vậy nên em có thể trở thành người hào phóng. Ví dụ như anh chị em có 100 ngàn, anh chị em vẫn có thể trở thành người hào phóng. Ví dụ như anh chị em có 100 ngàn nhưng mà anh chị em dâng 50 ngàn, anh chị em là người hào phóng trong cái nhìn của Chúa. Giống như là một người đàn bà quá dâng 2 đồng xu vậy đó. Người đàn bà quá dâng 2 đồng xu, Chúa Giêsu nói là người đàn bà quá này dâng nhiều hơn hết thảy những người khác. Bởi vì những người kia đều lấy tiền dư bạc lẻ của mình để dâng hiến, dâng bạc lẻ của mình. Nhưng mà người đàn bà quá này đã dâng tất cả gì bà có. Wow, đó là lý do vì sao người này đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác. Vì vậy nên, đó là nguyên tắc. Tôi nhắc lại, đó là nguyên tắc trong việc dâng hiến. Và nhớ một điều thế này, đó là chúng ta không bao giờ dâng cho Chúa nhiều hơn những gì mà Chúa đã ban chúng ta. Hallelujah. Nên tôi khích lệ cho em, nếu ai trong anh chị em gặp chánh chiến trong lĩnh vực ban cho, trong lĩnh vực dâng hiến, chúng ta hãy tìm kiếm theo lời của Chúa dạy trong lĩnh vực này liên quan đến vấn đề dâng hiến ban cho và đổi mới tâm trí chúng ta. Tôi biết là nhiều người gặp chánh chiến rất là nhiều trong lĩnh vực này. Tôi cũng không thể nào có thể trong một tiết học mà có thể giúp anh chị em tất cả được đâu. Nhưng mà quan trọng là anh chị em cần tìm những câu kinh thánh để ban cho dâng hiến và đổi mới tâm trí của mình theo như lời Chúa. Ở trong câu 3 đoạn 12 câu 2 nói rằng là đừng làm thế nơi đây, nhưng hãy biến hóa với sự đổi mới của tâm trí mình, để anh chị em minh chứng được đâu là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Bây giờ ôm lại từ đây, chúng ta vẫn đang nói lửa của Chúa, chúng ta vẫn không có nói gì về tiền bạc, chúng ta vẫn đang nói lửa của Chúa. Lửa của Chúa bắt đầu được khuấy động trong lòng của anh chị em trong lĩnh vực này liên quan đến bước đường anh chị em đi theo Chúa. Khi mà anh chị em thể hiện lòng rộng rãi đối với Chúa, thể hiện lòng rộng rãi đối với những người xung quanh, hallelujah, thì lửa của Chúa bắt đầu bùng cháy trong lòng của anh chị em. Tôi không bao giờ quên được khi mà tôi còn thiếu nhi thờ. Đó là một những cái lần đầu tiên mà tôi học để dâng hiến ban cho. Tôi nhớ rằng một lần kia tôi đi nhà thờ, và lúc đó tôi đi học trường Chủ Nhật ở trong nhà thờ. Và mẹ của tôi không nhớ là lúc đó mẹ của tôi hay là ba của tôi
chở tôi đến nhà thờ để học trường Chủ nhật dành cho thiếu nhi. Thì chở tôi đến nhà thờ, sau đó rồi ba mẹ tôi đi về để đi nhóm ở một nơi khác. Thì tôi đang đi vào trong nhà thờ, tôi thấy một ông cụ lớn tuổi đi ngang qua. Và buổi ngày hôm đó tôi có một cái khoản tiền để tôi ăn sáng. Thường là ba mẹ cho tôi một cái số tiền để ăn sáng cho mỗi một ngày. Thì tôi nhớ là ngày hôm đó thì tôi đang cầm cái số tiền đó, tôi vẫn chưa mua cái gì ăn cả. Nhưng mà khi mà tôi đi vào trong nhà thờ như vậy, tôi thấy một ông cụ rất là lớn tuổi đi ngang qua. Và nhìn ông rất là tiều tụy, giống như một người đang xin ăn vậy đó. Thì tôi vẫn đi vào trong nhà thờ, nhưng mà đột nhiên trong lòng của tôi được sự thúc giục để đi ra tìm kiếm ông cụ đó và gửi cho ông cụ cái số tiền mà mình có. Và tôi không có ai dạy tôi cái điều đó, một cách cá nhân là con phải làm điều đó cho ông cụ như vậy. Nhưng mà tôi cảm nhận được nó là sự thúc giục, thôi thúc. Nên khi tôi đang đi lên những cái bước bước thang, lên cầu thang của cái nhà thờ đó, thì lòng tôi cứ giống như là bị kéo lại đằng sau để đi ra kiếm ông cụ đó. Và tôi nhớ rằng là khi mà tôi vừa đi ra kiếm được ông cụ đó và tôi gửi cho ông cụ cái số tiền mà tôi đang có, đó là tôi tập để dâng hiến đó anh chị em. Và tôi thấy được rằng là đây là điều mà xảy ra. Rồi khi tôi vừa gửi cho ông cụ số tiền đó và tôi chào ông cụ xong, tôi đi vào trong nhà thờ lại, thì trong lòng tôi rất là vui mừng, có một sự rạo rực, có một điều rất là vui sướng không thể diễn đạt được. Tôi không hình dung ra đó là cái gì, nhưng mà tôi rất là vui. Và bây giờ tôi nhớ lại, tôi biết đó là lửa của Chúa hành động trong lòng của tôi, giống như là tôi làm một điều đẹp lòng Chúa, tôi làm một điều hợp với tấm lòng của Chúa. Ngày hôm qua chúng ta nói về cọc này, anh chị em nhớ là cọc này là người dân hiến, người bố thí. Ông vẫn chưa biết nhiều về Kinh Thánh đâu anh chị em, ông không có biết gì nhiều, ông đang tìm một đấng chân thần. Nhưng mà để ý điều gì khiến cho Chúa sai thiên sứ đến với lại cọc này, có hai lý do. Nếu anh chị em để ý, cái này không phải là lời tôi nói đâu, đây là lời của thiên sứ nói ở trong Kinh Thánh. Chúng ta cùng mở ra ở trong Công Vụ các Sứ Đồ đi, chúng ta sẽ thấy. Bởi vì một số người họ họ chống lại vấn đề về giảng dạy, về vấn đề tài chánh, nhưng mà chúng ta cần phải xem Kinh Thánh là gì. Ở trong Công Vụ đoạn số 10 câu số 4 là Chúa nói rằng là lúc này cọc này sợ hãi nhìn chăm chăm thiên sứ và thưa lại Chúa, có việc gì vậy? Thiên sứ đáp: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí của ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời và được Ngài ghi nhớ. Wow. Mà không phải chỉ là lời cầu nguyện đâu, mà cả sự bố thí. Chúa rất hài lòng về việc làm từ thiện, về việc làm lành của cọc này. Hallelujah. Và bởi vì cớ đó thì Chúa sai thiên sứ được để chỉ cho cọc này biết phải liên hệ với Phi-e-rơ. Wow. Nên nhắc lại, tôi không phải là người theo dệt ra vấn đề này đâu, đây là điều được Kinh Thánh, lời Chúa nói. Và Chúa rất là hài lòng vì điều đó. Đó là điều Chúa đẹp lòng về cậu này. Nên khi mà anh chị em thì là tấm lòng rộng rãi, lòng hào phóng, anh chị em giống như chạm vào tấm lòng của Chúa. Amen. Chúa rất hài lòng. Tôi hình dung, tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà đối với tôi có vài đứa con. Và khi tôi thấy con của tôi đó chia sẻ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, làm điều tốt cho nhau, tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng mà lòng tôi rất là vui. Có khi tôi nói ra, có khi tôi không nói ra, nhưng mà tôi cực kỳ vui khi thấy các con của tôi giúp đỡ cho nhau, chia sẻ điều tốt đẹp cho nhau. Tôi muốn anh chị em nhận ra điều này. Khi mà chúng ta làm điều tốt cho những tín hữu khác, chúng ta chạm vào tấm lòng của Chúa. Hallelujah. Khi nó làm điều tốt cho những cái người xung quanh chúng ta, đó là của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Wow. Trong Hebrew cũng có một ý tương tự như vậy. Chúng ta cùng mở ra xem đi. Hebrew đoạn cuối cùng, Hebrew đoạn số 13 câu số 16 rằng: Chớ quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác, vì các tế lễ như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nói tại đây quý ông bà anh chị em yêu dấu, ở đây là cái lĩnh vực mà tôi tin rằng nhiều người trong anh chị em cũng cần phải kinh nghiệm sự bứt phá. Nhiều người trong anh chị em cần phải đổi mới tâm trí của mình. Hallelujah. Nếu chúng ta muốn sống một đời sống rất lớn cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta phải bắt đầu hiểu được tấm lòng của Chúa và thể hiện ra tấm lòng của Chúa. Ngài là Đức Trời hào phóng, Ngài Đức Trời rộng rãi. Hallelujah. Ngài không phải Đức Trời keo kiệt. Ngài ban cho và Ngài ao ước ban cho, và Ngài mong muốn ban cho, và Ngài có tiếp tục ban cho.
bởi vì Ngài là tình yêu thương. Hallelujah. Chẳng anh chị em, có nhiều người cho anh chị em cũng quen thuộc với câu kinh thánh trong Philip đoạn số 4 câu 19. Chúng ta mở ra Philip đoạn 4 câu 19 đi. Nhiều người cho anh chị em có thể học thuộc lòng câu kinh thánh này, trích dẫn ra câu kinh thánh này, công bố áp dụng câu kinh thánh này trên đời sống của mình. Nhưng mà tôi muốn giải thích thêm một chút liên quan đến ý nghĩa câu kinh thánh này. Philip đoạn 4 câu số 19 là Chúa nói rằng là Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Bây giờ câu kinh thánh này rất là thường xuyên được trích dẫn, đặc biệt là khi anh chị em nghe giảng về dân hiến nè, anh chị sẽ nghe được trích dẫn câu kinh thánh này. Hoặc là nhiều người cũng tặng cho người khác câu gốc đây, rồi nhiều người cũng công bố câu kinh thánh này. Nhưng mà chúng ta cần phải đặt cái bối, chúng ta phải hiểu về bối cảnh của câu kinh thánh này. Câu kinh thánh này được viết ra trong một cái bối cảnh. Và cái bối cảnh này ta biết được rằng là đây là cái lời hứa của Chúa, không phải là ai cũng nhận được. Nhắc lại, đây là lời hứa của Chúa, không phải là ai cũng nhận được. Cái lời này là lời hứa dành cho những người bạn trò. Đây là lời hứa dành cho người dân hiến. Bây giờ khi mà sứ đồ Phaolô viết bức thư này, là ông viết bức thư này cho độc giả đầu tiên của ông là những tín hữu tại Philip. Bây giờ những tín hữu tại Philip là những người được bùng cháy với lửa của Chúa. Họ và sự tác động rất là mãnh liệt của Chúa trong lòng của họ để họ ban cho, để họ dâng hiến. Khi họ ban cho dâng hiến như vậy, họ kích hoạt phước hạnh của Chúa và sự cung ứng dư dật của Chúa vào trong đời sống của họ. Lửa của Chúa hành động trong đời sống của họ để họ mong muốn càng ban cho nhiều hơn nữa, ban cho nhiều hơn nữa. Và họ càng ban cho nhiều hơn nữa thì lửa của Chúa càng bùng cháy trong đời sống của họ. Và họ ban cho, và kinh thánh sứ đồ Phaolô nói từ đây, dựa trên cái bối cảnh là hội thánh Philip đã giúp đỡ cho ông, hỗ trợ cho ông trong những nhu cầu ông có cần. Và bây giờ ông nói rằng Đức Chúa Trời của tôi, Đức Chúa Trời của tôi mà ý nghĩa không phải Đức Chúa Trời của Phaolô mà thôi, không phải, mà là Đức Chúa Trời mà Phaolô đang cùng đồng công với Ngài, Đức Chúa Trời mà Phaolô đang cùng dự phần với Ngài. Và khi mà Phaolô đang dự phần với Chúa, đang cùng đồng công với Chúa, và các tín hữu tại Philip cùng góp phần. Tôi nói giống dễ, một ngôn từ dễ hiểu. Anh chị em thấy một cái tập đoàn nào đang ăn nên làm ra, đúng không? Và anh chị em bắt đầu đầu tư vào trong cái tập đoàn đó, có thể mua cổ phiếu hoặc là đầu tư vốn vào trong tập đoàn đó, thì anh chị em cũng sẽ được chia lợi nhuận, chia cổ tức, chia lợi nhuận, có phải vậy không hả? Khi mà cái sự thành đạt của cái tập đoàn đó càng ngày càng thêm lên, thì cũng giống như vậy. Phaolô đang trình bày trong cái bối cảnh là Đức Chúa Trời của tôi, đấng mà tôi đang hầu việc Ngài, đấng mà tôi đang đồng công, thì Ngài sẽ cung ứng cầu của anh chị em tùy theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Hallelujah. Tôi đọc cho anh chị em ngay trong một bản dịch của một học giả tiếng Hy Lạp, thì ông dịch cái Philip đoạn 4 câu 19 như thế này. Ông nói rằng là Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung ứng tất cả mọi nhu cầu của anh chị em một cách hoàn hảo, và Ngài sẽ loại bỏ tất cả những cái sự thiếu hụt của anh chị em. Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cụ thể, mọi nhu cầu vật chất của anh chị em, cho đến khi anh chị em được đầy dẫy, được đáp ứng đầy dẫy mọi nhu cầu đến mức độ hoàn toàn đầy tròn, hoàn toàn dư đầy và mức độ tràn trề, bắt đầu giống như là bị chảy ra bên ngoài, bị tràn ra bên ngoài. Hallelujah. Đức Chúa Trời chúng ta là như vậy. Ngài Đức Chúa Trời sự dư dật, Ngài Đức Chúa Trời sự tràn trề. Anh chị em rất là quen thuộc Thi Thiên 23 phải không ạ? Thi Thiên 23 nói gì? Chúa sức dầu cho đầu con, chén con lưng lưng, phải không? Hay là chén con vơi vơi, hay là chén con vừa đủ sải, chén con như thế nào? Chén con đầy tràn. Hallelujah. Chúa Đức chúng ta, Đức Chúa Trời của sự dư dật, của sự tràn trề, để cho chi được sự sống và được sự sống vừa đủ xài, phải không? Được sự sống dư dật. Hallelujah. Được sự sống sung mãn, tràn trề. Hallelujah. Vì vậy nên ở đây, lời hứa này, tôi nhắc lại lời hứa trong Philip đoạn số 4 câu 19 là lời hứa dành cho những người hào phóng rộng rãi. Đây không phải là lời hứa dành cho những người ích kỷ, keo kiệt, vũng xỉn. Amen. Đây là lời hứa dành cho người có lòng rộng rãi.
Vậy làm sao để biết được anh chị em có rộng rãi hay không? Anh chị có rộng rãi với Chúa hay không? Anh chị có rộng rãi với những người xung quanh hay không? Thôi quay trở lại, Chúa Giêsu nói: của cải các con ở tại đâu thì lòng các con ở tại đó. Hallelujah. Matthew đoạn 6 câu 21 khi nãy chúng ta đọc với nhau. Vậy nên quay trở lại tại đây, tôi khích lệ anh chị em, đây là phương cách để anh chị em thổi bùng ngọn lửa của Chúa trong lòng của anh chị em. Khi mà anh chị em bắt đầu đầu tư tiền bạc tài chánh vào trong vương quốc Đức Chúa Trời, khi anh chị em giữ phong vào trong vương quốc Đức Chúa Trời, thì đó là lúc mà anh chị em khơi dậy ngọn lửa của Chúa trong lòng anh chị em. Anh chị em dâng lên Chúa, cũng bài hát ơi, máu dâng lên Chúa bao điều tốt nhất. Hallelujah. Dâng lên Chúa bao điều tốt nhất. Vì sao? Bởi vì Chúa ban ra điều tốt nhất. Nên tất cả những gì chúng ta làm chỉ là đáp ứng lại với lại sự ban cho, sự cung ứng của Chúa mà thôi. Và rồi lúc đó anh chị em thấy ngọn lửa của Chúa bùng cháy ở trong đời sống anh chị em, và đó là sự đảm bảo. Hallelujah. Tôi không ép anh chị em, tôi không thúc anh chị em, ép anh chị em để lấy tiền của anh chị em, không. Tôi muốn anh chị em nhận được sự dư dật của Chúa ban cho anh chị em. Kinh Thánh nói Chúa yêu người dân hiến cách vui lòng. Hallelujah. Anh chị em yêu dân hiến cách vui lòng nghĩa là xuất phát từ tấm lòng của anh chị em yêu Chúa. Anh chị em mong muốn Chúa vui. Khi Chúa vui, anh chị em vui. Và bởi cái đó anh chị em dân hiến. Hallelujah. Khi anh chị em làm điều đó, anh chị em sẽ không bao giờ hối hận. Vì cớ là anh chị em đã dâng hiến. Hallelujah. Bởi vì anh chị em đáp ứng với ân điển của Chúa trên đời sống của anh chị em, đáp ứng với lại công tác Đức Thánh Linh trong đời sống của anh chị em. Và nhớ, Thánh Linh của Chúa luôn luôn là Thánh Linh của sự rời rộng. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự rời rộng. Chúa Giêsu là Đức Giêsu rời rộng trong rãi. Amen. Ngài là đấng làm việc lành, Ngài đấng làm từ thiện. Hallelujah. Vậy thì khi chúng ta gọi chúng ta là người tin, bởi vì lý do chúng ta là người tin lành là bởi vì chúng ta cũng làm lành nữa. Amen. Người tin lành có làm lành không anh chị em? Có làm lành. Chúng ta không chỉ là tin lành thôi mà chúng ta còn là làm lành nữa. Hallelujah. Chúng ta làm lành không phải để được cứu, nhưng chúng ta đã được Chúa cứu rồi để chúng ta làm việc lành. Amen. Đó là điều chúng ta cần phải lưu ý. Vậy thì tôi nhắc lại anh chị em, hội thánh thời kỳ đầu là hội thánh hiểu được tấm lòng của Chúa và họ được tác động bởi công việc của Thánh Linh Chúa trong lòng của họ, và họ thể hiện điều đó ra bằng họ tích cực làm việc lành. Hallelujah. Tích cực làm công tác từ thiện, mang phát giúp đỡ cho những tín hữu với tấm lòng rời rộng. Nên tôi khích lệ anh chị em, ai trong anh chị em giờ phút này đây muốn bước đi ở trong lĩnh vực dân hiến, thể hiện tấm lòng rời rộng của Chúa qua đời sống anh chị em, tôi khích lệ anh chị em đối với Chúa. Anh chị hãy giơ tay lên với Chúa, anh chị em có thể hứa nguyện với Chúa. Hãy nhớ, anh chị không phải hướng nguyện với Chúa theo những cái điều tôi bảo anh chị phải hướng nguyện, nhưng mà theo những gì Thánh Linh Chúa đặt để trong lòng của anh chị em. Amen. Hallelujah. Hãy nhớ, anh chị không bao giờ dâng cho Chúa nhiều hơn những gì Chúa đã ban cho anh chị em. Tôi không bao giờ cảm thấy xấu hổ khi mà tôi khích lệ anh chị em có một đời sống dân hiến. Nhưng mà tôi cũng không thể nào chia sẻ hết cho anh chị em chi tiết về vấn đề dân hiến ban cho. Tôi khích lệ anh chị em hãy bắt đầu đến với Chúa và nói: Chúa ơi, chỉ cho con để con biết bắt đầu ban cho dân hiến như thế nào. Đất đầu tiên là từ 1/10 trước cái đã. Từ 1/10. Và rồi các của dân chị phải tập. Hallelujah. Ngay cả vấn đề lòng rời rộng cũng phải tập. Tôi nhớ con trai của tôi khi còn nhỏ mà bảo dân hiến là khóc. Nhưng mà quý vị biết điều gì xảy ra không? Sau một thời gian tôi khích lệ dân hiến, dân hiến, dân hiến, dân hiến, điều gì xảy ra? Bây giờ là có bao nhiêu tiền là sẵn sàng để dân hiến hết cho Chúa. Hallelujah. Không giữ lại bất cứ điều gì cho mình. Wow. Hallelujah. Nên quý vị có thể tập tành trong việc bước đi trong sự rời rộng, rộng rãi. Hallelujah. Và chúng ta giơ tay lên hướng về Chúa giờ phút này đây. Cảm ơn Cha. Hallelujah. Để Cha có cầu nguyện cho anh chị em con, có cầu nguyện để tấm lòng của anh chị em con là tấm lòng của những con người rời rộng, giống như Chúa Giêsu là đấng rời rộng. Lời Chúa nói rằng lòng rộng rãi sẽ được no nê. Ai cho người uống nước sẽ được uống nước. Hallelujah. Chúa có cầu nguyện để anh chị em con, những con người rơi rộng, kinh nghiệm sự rơi rộng đến từ Chúa. Kinh nghiệm lời Chúa trong Philip đoạn 4 câu 19 dành cho anh chị em con: Đức Chúa Trời của con sẽ cung ứng đầy đủ mọi nhu cầu của anh chị em con, ý theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Jesus. Để trong vòng anh chị em con không ai thiếu thốn bất cứ điều gì cả, nhưng mọi nhu cầu của anh chị em con đều được đáp ứng. Và anh chị em con dư dả để làm mọi việc lành. Và nhiều người sẽ cảm tạ Chúa vì có tấm lòng rộng rãi của anh chị em con.
Ngợi khen Chúa, dâng vinh hiển lên cho Chúa và chúng con hiệp một cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.